sư đi học học từ dưới đôi bên ngang bằng đường đầu tiên và cảnh quan sân thiện phát triển tuyệt mẫu các chủ mái đạo đồ trên bên đường vật quanh sẽ sở gậy từ nhà đi văn hóa của mày có lời biết sao trong họ để họ lên khỏi loạn xã. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Sao đầu đất ta để đi chắc chắn.
lòng trần mê đau xót thương trần mà bao kẻ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
tăng chuyên ngạc tích tăng cung giặc kim phùng hoàng tâm cần anh chú tìm trường đường. Tâm chiếu giam chữ ti điện tạ cái từ số như báo trường sinh
ở cuộc đảo quan tiêu hung tai vĩnh gia cát diệu thân cung khang thái hạn ách tiêu trừ hạch lại hồng hưu hoạch chiến dư khánh đám thần hạ tỉnh vô nhậm tiết thiên cẩn trạng đại tâu dĩ văn tuế tư mậu tuất niên a hà xuân thiên a tam nguyệt là nhị thập việt nhật lễ chủ trung đẳng trí đảnh hòa nam tấu thượng à. Lục thập tứ hiệu nghệ vu anh linh điện tư thượng phụng vở tai nghiến cung giảng xuân tiên tiến lễ bái đảo tiên mã điện hoàn phiếu kỷ tiên thanh tiết lễ sơn trang bái tiến tiên quan giải nghiệp văn gia tiên linh lễ đảo cầu nguyện bản bệnh bình an lộc tài vượng tiến tăng liên trường thọ sự kim thần đệ tử Mộc Vân Thanh đồng trưởng chủ trì anh linh điện Lê Trần Tiến tử Huyền Thanh sinh đính mũi niên tại thâu dẫn trình đệ tử Phạm Minh Thúy cờ vì bản mệnh sinh ất tỷ niên hiệp đồng gia chữ nhân trung đẳng thiêu tái thịnh Việt Nam quốc Hà Nội thủ đô gia lâm huyện bát tràng xã đệ tứ tôn xóm hiệu kim a thân lễ chủ chủ trì anh linh điện Lê Trần Tiến tử Huyền Thanh tại tâu dẫn trình đệ tử bản bệnh đào anh dũng sinh canh ngõ niên hành canh nhị thập ba tuế hiệp đồng gia quyến đảng thiêu chủ cư tại Việt Nam quốc Hà Nội thủ đô Thanh Xuân quận Khương Trung phường Hoàng Văn Thái phố hạn đệ lục thập cửu a ngách đệ lục thập cửu a thượng đệ tam thập bát tổ đệ thập cửu số đệ tam nghệ vu anh linh điện tư thượng phục phật bảo ninh kim thần mộc ân thanh đồng trưởng chủ trì anh linh điện Lê Trần Tiến tử Huyền Thanh đinh mũi niên đại tâu dẫn trình gia trung lễ chủ đệ tử Đỗ Ngọc Sơn sinh giáp ma sinh mậu thân niên hành canh nhị đập thất tuế hiệp đồng gia quyến đẳng cầu công danh sự nghiệp lộc tài vượng tiến bản mệnh bình an hiệp đồng hộ chủ chữ nhân trung đẳng tức nhật ngưỡng can ni hành tinh phủ giám phản tâm ngôn điện tăng đẳng thao sinh ước cảnh thế sử phù du tam duyên vị ngộ lương nhân phúc quả tứ ân tổng báo tham sân bốn giác nghiệp hải phát sinh nhật lai phiến niệm vị hành nguyệt vãng đa hung nhiễm trước sứ kỳ phúc bạc quả đáo lai xâm mạc Ngọc Sơn à, có đúng rồi nhâm thân à quả đáo lai xâm mà cẩn dĩ kim nguyệt cán nhật tu tiết tam giới kỷ an tiến mã điền hoàn bái đảo cầu an dự pháp đàn nhất duyên chu yên nhi tán xuân ảnh qua vạn tiên diễn nghi văn của hữu sớ văn kiển thân thượng tấu cung duy thiên phủ trí tôn hiệu thiên kim quyết ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế ngọc bệ hạ địa phủ thiên tiên thánh mẫu đệ nhất cửu trùng tiên thanh vân cập tiêu huyền nữ công chúa thanh mẫu nhất thiết thiên tiên thủy tòng bộ chúng ngọc bệ hạ cung duy địa phủ chí tôn bắc âm phong đô nguyên tiên đại đế ngọc bệ hạ địa phủ địa tiên thánh mẫu đệ nhị quỳnh hoa dung diễu hành công chúa thẳng phong chế thắng hòa diệu đại vương cung quyết thủy phủ chí tôn phủ tang cam lâm đại đế ngọc bệ hạ thủy tiên thánh mẫu đệ tam xích lân long nữ đống hồ trung bạch ngọc thủy tinh công chúa tinh cung hà nhạc phủ chí tôn ngũ nhạc thần vương đại đế ngọc bệ hạ nhạc tiên thánh mẫu thượng ngàn lê mại đại vương trưởng sơn lâm tôn trang công chúa ngọc động hạ cai đồng thủ mệnh thủ lộc thủ căn tòa hà cung vọng bá vô yên chi
phúc thải đi yên đức chi thọ sơn. Thân cận thân tử thế phùng khang bệnh bảo mệnh vương thường khắc thiều. Hoa khai quả kết vĩnh hưởng diễn ra nội khang hòa. Tông phong đỉnh thịnh đản thần hà tỉnh vô nhậm ký thiết bình doanh chi trí. Cẩn sớ thiên vật mậu tuất niên xuân thiên tam nguyệt. Thập ngôn nhật lễ chủ chúng đẳng hòa nam thượng tấu. Phê sai trên ngang, a bút phê sai. Cảm phiền chư tướng nay đào long hổ chỉ tả sang binh tù binh tùy. Binh tù binh tùy tả sang binh tù binh tùy. Hiện sai binh hỏa sang đi khắp ầm ầm cờ sai trăm năm phương. Sai trăm năm phương năm cờ sai trăm năm phương. Ở sân quan trăm trăm nay sáng phương tinh cờ đỏ dập trời. Nhị tử trang sinh phi cho nhị tử trang sinh ơi chư phú chư quý khang linh họ trường phi cho sức mạnh khang cường. Cứu người trần gian cứu đông đông thời để bình an.
nắng rời kinh thế đổ dần. Sắc vù phong nghề thương lặng lặng tôi lĩnh nghe thần khắp trong nước Việt muôn dân đảo cao. Chuyện giờ đất làm mưa xa chết tôi cơn rông cây cối đổ xô mưa xa gió thổi sấm ồ buôn lại ta quỷ kiếp đường we'll be right back.
lên nhìn sóng xa tôi chắc hết tàn tình tình bèn đời ngoài ra chẳng thể biết tay gì chẳng thể biết tay ngoài ra chẳng thể biết tay mượn lên đông tải cứu xây nhân gian cứu đông đông đời đấy bình đắn sướng sức lên thương lại đắn sướng sức lên tôn quan tô đôi chép tiên do giảng vi cho làm quan đề chức vụ chức tài sau xa tôi chóc hết tà tinh đi vẹn vẹn thầy quan về ở bậc tam quan tam dưới ông lân quyền hai sinh sát quan giám sát này chốn tiên cùng sổ hội đồng một tay người cầm giữ chư nhân thần tử chúng đẳng đóng vẻ độc phúc bái đạo cầu an tam phủ thụ mệnh tứ phủ tiến mã cầu tài cầu siêu vong thai nhi cầu nhân duyên tại cung sự quân sự tiết lễ đản duyên di cung hoán số bái đạo giải trừ âm duyên tiền nghiệp oan ta trái chủ bái đạo cầu an cầu công danh sự nghiệp giải trừ tam tai cầu cho bản mệnh bình an thai nhi ích tráng chí yết chí thành tu tiết hương hoa kim ngân lễ vật bãi đạo cầu an anh linh điện cung thỉnh đệ nhị tôn quan lai giáng bản đàn chứng minh công đức chấp kỷ lễ vật lòng thành uông phù cho bản đèn bản điện được hưng long thanh đồng trưởng bồ đề tăng trưởng chư nhân thần tử lộc tài được vượng tiến ba họ bảy làng chúng con kẻ cầu con người cầu của kẻ cầu công danh người cầu bình an lễ đạo cung thỉnh đệ nhị tôn quan chứng minh công đức chấp kỷ lễ vật cho uông phù bảo trợ cho vạn sự được hanh thông sở cầu như ý sở nguyện được đẳng tâm tấu lạy tôn quan để chứng minh cho đã còn lớn bàn thiền ha sơn xuyên các việc thánh cảm giải định tiểu mẫu còn lớn đề nghị phục mệnh đế đình đang để nguyện phục chắc sáng giường đồng nhà trước cung lời ban khen của nhà đèn thắp nhang thờ nga cho bản đền bản điện hương long đông con nhang sang đệ tử ấm chân nhang sang ngọn khói ha bằng danh bằng diện cho tiền nhang được đẹp mặt bằng người tươi mặt hơn bạn cho thương tay may miệng kêu tấu tấu cho nổi ha chữ tâm pháp sư thường đảm đến mắt tỉnh quế đôi đêm các thủ nhang đường đền đường điện thay đổi bằng quan trọng cách xa trong mọi tổ chức minh tưởng bãi đảo cổ hạng của mỗi tuổi con lớn ha con độ trung quốc thái dần nàng vũ phúc lâm môn vũ hiểu phong thuận giàu được thiên hạnh khỏe trẻ chữ bình yên ha chứng tâm cho các gia các chủ họ Đào họ Đỗ họ Đinh họ Phạm chí thiết tâm thành tiến cúng tiền ngân hòa màn tờ đơn cánh sớ tờ điệp cánh hồng tiền xong rồi chỉ thành nhân hết hạnh tam đời kính vị nhất đồng sơn trang bái kiến thiên hoàng trợ tế cô hồn tam phủ thuộc mệnh di cung hoãn số tứ phủ tiễn căn trình lính tất tổ loan giá hạ cầu siêu độ về phần âm giải hoàn giang nghiệp chứng trái chủ các giải cổ thần quả tú thì cùng thắng số dịch chuyển cung mệnh cầu công danh sự nghiệp giải vận giải nạn giải hạn giải ách ha trên đánh tiếng dưới vùng lời tấu lên thiên đình hạ trình long cùng thủy phủ các dây âm phủ vũ tội trần gian biến tay thành phúc cải họ vi dường thích vi chữ bậc phê vào chữ son cung phủ các gia chủ thân cung thang thái san độ của chữ bình an phúc đi đông hải thọ tìm lao sơn cho lộc được vân lai tài nghĩa thiên trí đầy kiểm mãn quả phu sướng phủ tùy ha cho sở cầu được tin nguyện sở ý được tòng tâm ha.
văn 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 ngô đời dần dần sự thích thích ông lớn để tam hòa Thank you.
thương trở về tỉnh Bắc Đông quá sang đục đục cầu. Mới từ trời sao
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.